Hello mọi người, ngày hôm nay thì Tiên đã quên camera ở nhà rồi, nhưng mà còn có điện thoại nên là mình đang ở Thailand. Đây. Sabudikap là gì nè? Hiện tại Tiên đang ở Siam để ăn sáng. Chuyến đi lần này thì mọi người biết là Tiên sẽ đi đâu rồi. Tiên đi đi đám cưới. Giống như Tiên đi coi concert của Blackpink vào ngày mai nha mọi người. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ăn trước. Tiên đang ở trong Siam, Rudolph Sephora. Yeah, và bây giờ đang đi lựa đồ tiếp. Tiên có về nhà thay đồ rồi và bây giờ đang ở chợ đêm để ăn ăn cái gì anh? Cái sườn cây đúng không? Sườn cây tên là sườn cây xà lèm. Sườn cây tên là sườn cây. Tôi xà lèm. Xà lèm mà. Thì tụi mình đang ở trong chỗ có tên là George Fair. Cái chỗ này nghĩa là khá là nhiều bạn sẽ biết. Hầu như ai qua Thái mà muốn đi ăn đó, thì cũng sẽ ở đây. Mà đây là lần đầu tiên Tiên tới đây, dù đã đi Thái chắc trên dưới 10 lần nhưng mà đây là Tiên tới đây là nhìn cái hũ kem nè mọi người. Quá ngon. Nó nhỏ hơn cái này Tiên luôn á. Nè nhìn nè. Oh my lord. Là kem matcha của Arabica nha mọi người nha. Thì Tiên đã về thay đồ rồi mọi người, biết là Tiên đi đâu rồi đúng không? Bây giờ tụi mình sẽ đi concert của Blackpink. Sau 4 năm thì Tiên đã được quay trở lại và đi xem show của Blackpink. Và bây giờ thì mình đang đi bộ đến chỗ làm show đây mọi người ơi. I'm so excited. Mình đã vào được bên trong rồi mọi người. Bây giờ tụi mình được phát một cái thẻ Blackpink. Oh my god, 4 năm rồi tụi mình mới được quay lại để đi coi Blackpink. Nhưng mà 4 năm sau là nó rất là khác 4 năm trước nha mọi người. 4 năm trước là nó không có đông như vậy. Tiên đứng rất là gần sân khấu, nhưng mà ngày hôm nay thì chắc là không có được gần sân khấu như mà mình nghĩ rồi. Nhưng mà không sao. Thank you.
Mình đã đi Blackpink về rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi quẩy trên tàu. Panic mọi người ơi, lẩu bò 50 năm không bao giờ ngầm. Watana Panic, Watana Thiện Lan. Thiện Lan hả? Ừ đó mọi người, là có, nó có một nồi nước dùng là năm, là người ta nói là 50 năm rồi, ta chưa có tắt bếp. Thì cái này là trong cái nấu nước. Trong cái nồi nước, trong nồi. Không, cái nước này nước nó nấu riêng đúng không? Không, cái thịt bò hồng nó là cái nước nó đục bình nó đúng thế nào luôn. Đó mọi người, nó nhìn gì nha.